sadhu 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 Thì Sayadaw nói rằng trong kinh Samyutta Nikaya, tức là bộ tương ưng bộ kinh, có bài kinh về tương ưng về luân hồi vô thủy á, thì nói rằng là luân hồi này là khởi đầu là rất từ nơi rất là xa xăm, rất là lâu về trước mà không thể thấy được, không khó thể thấy được, khó thể biết được. Và trong luân hồi này thì chúng ta đã đi lang thang trong rất là nhiều kiếp sống. So everybody has samsara is very long. So for example, in the Vietnam country, there are many trees, right? So every trees you have to cut, no, until the like the finger side like that. One your finger side, no? So you can get many, many pieces because the whole country has many trees, right? And also the finger size, the wood also can get many, many pieces. So one piece that you can consider this your mother. No? Another piece is your mother. This means your grandmother. No? Okay, another piece is the mother or your grandmother. Yeah. So you have to count like that, many mother like that. So your samsara is so long. So this pieces, the pieces of wood are maybe finished. Your mother generation are not yet completed yet. No? Because your samsara is very long. No? Mama. Thì Ngài Sayadaw có nói rằng cái luân hồi của chúng ta nó rất là dài. Nó dài đến nỗi mà Ngài đưa ra một ví dụ. Thì ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều cây. Thì mỗi cây á, chúng ta có thể lái một cái, cắt một miếng vỏ cỡ bằng cái ngón tay thôi. Thì mỗi cây trên đất nước này chúng ta lấy một miếng vỏ như vậy đó. Thì mình trồng lên đó, thì nó nhiều bao nhiêu. Thì cái số lượng nhiều như vậy đó là những người cha và người mẹ của chúng ta trong luân hồi. Và có thể là chúng ta đếm được tất cả các miếng cây đó đó thì nó còn hữu hạn. Nhưng mà số lượng cha và mẹ của chúng ta trong luân hồi đó thì còn dài thăm thẳm nữa.
còn nhiều vô số đếm nữa. Nên đó là cái sự mô tả về cái tính luân hồi, tức chiều dài trong luân hồi, rồi số lượng những người gọi là cha và mẹ của mình trong luân hồi. เออทั่วๆอเมเซ่เซ่โหเตปังเล่ดิเอเตช่องเล่ดิดาโกยกองดาเมอเมเซ่เซ่ติมาอีตั่วละบ่กองได้มาอีเมเซ่เซ่ทั่วๆไปอเฟเซ่เซ่ยีตั่วละบ่กองจังแล้วว่าอกูเซ่เซ่อม่าเซ่เซ่อญีเซ่เซ่ญีม่าเซ่เซ่เอลูซุยเมียวเซ่เซ่ดิซุยเมียวเซ่เซ่ดิยีตั่วละบ่กองได้มาบ่ ซุยเมียวเซ่เซ่ดิยีตั่วละบ่กองนั่นมาซุยนอซองซุยเมียวบ่ตอได้ติมะชิอูตะรวาอาลงอาลงอาลงซุยเมียวตอเนี่ยตอจ๋าดาจิเวตะบัวหมုတ်ตะบัวตะบัวหมုတ်ตะบัวเอดาเมตันเตียเลลาแก่ดาจ๋าတော့กูบัวห้องนี่กูตะทิไม่ย่าတော့ตะทิไม่ย่าတော့ซุยเมียวละบ่ทินတော့ซุยเมียวละบ่ทินไปတော့เตียนละเดียวเมตตาท้าไหนตอတော့บ่กูเมตตาละบ่ท้าไหนတော့ติกะเน่ซุโลชิยเอลุยังผิดจ๋าเลยยังผิดดาว่า เตยานี่บ่รอจี้จี้ยานี่บ่นอนซอเอย่างนี้เลยพอยังดูดิไตปวยบาญญาผิดจ๋าเลยตะลังกาเนี่ยตะลังกาเอ้อโหลผิดจ๋าเลยถ้าจังตะวุเนี่ยตะวุอ่ะตันเตยานี่เนี่ยซุยเมียวจี้ตาผิดเลยเอมตันจี้จี้เก่งๆมีตาสุตะสุกะบะมีตาสุตะสุโหลเว้ตะบอทาไปแล้วเมตตาเนี่ยณีจักบ่เต็มบาเลย So start from the beginning of the samsara. Your mother generation also very long. In the same way, father, they are continuity, father generation, father to father like that. This generation also cannot be counted. In the same way, brother, sister, no? So because this, in the samsara, we each other are relatives, each other, no? So in the one like we are, maybe father and son, sometimes mother and son, like that. We are all are related in the samsara, no? But nowadays, you are Vietnamese, we are Burmese, but in the samsara, we are already relatives, no? So because of this, sometimes you have dosa to other, you have to reflect, or she or he is my relatives, like that, no? So always reflect, not to be angry to other. Always stay with the loving kindness, metta. Mama, thì sẽ do đó dạy rằng là trong cái luân hồi vô tận như thế, thì số lượng các thế hệ người mẹ của chúng ta, từ đây là mẹ rồi bà ngoại rồi mẹ của bà ngoại, mẹ của mẹ bà ngoại vân vân, tính ra như vậy rất là nhiều. Cũng như thế, đây là cha của cha, đây là ông nội, ông cố, ông sơ, không ạ? Các thế hệ như vậy rất là nhiều, không thể tính đếm được. Cũng tương tự như thế là các số lượng về các anh chị em, các bà con thân quyến. Và do đó, trong luân hồi này, chúng ta là những người Việt Nam ở đây, thì cũng theo nhiều kiếp sống thì cũng đều có cái mối liên đới liên hệ với nhau, cũng đã từng là thân quyến với nhau, hoặc là kể cả các vị đây là người Myanmar và người Việt Nam, thì trong luân hồi này cũng có thể là nhiều kiếp đã có là thân quyến, là bà con với nhau. Thì do đó khi chúng ta khởi lên tâm sân với một người nào đó, thì ta nên quán tưởng rằng người này trong luân hồi có thể đã từng là mẹ của ta, hai người này đã là cha của ta, hai những người này đều từng là anh em bà con của ta. Thì khi đó ta sân hận khởi lên như thế thì nó không có hợp lý, nó không có phù hợp. Vì mình khởi lên với một người mà mình đã từng thân yêu, từng là quyến thuộc của mình. Thì bằng cách quán tưởng như thế thì tâm sân của chúng ta sẽ được giải tỏa. เออตันเตียนนี้เนี่ยซื้อမျိုးต่อละแกจะတော့เตียนတော့เมตตาทาบ่เอ็มบิดันเต้นต่อไปแม้ลูกเรียก็อาจารย์เหล่าตาบ่เลยตีตัวဖြစ်สิไม่ตีลูกဖြစ်สิเมตตาทาနိုင်คุณก้องเลยบ่มาทาနိုင်ได้ด้วยคุณเสพไว้ตัวนี้ဖြစ်จ้ะแล้วเมตตาทาแม้ญาติสวพระ
เมตตาถ่ายมาเลยรู้สึกว่าเมตตาตุฏฐานเนี่ยมามาตายะฐานนิยปุฏฐะเอกปุฏฐะมนุเรขะเอวัมปิตัพพะปะเตตุมานะตังภาวะยะอปริมานะดีกะบาโลกะยิ ไอ้จังเนี่ยอารมณ์โหตะบงไอ้จังเนี่ยอารมณ์โหเมตตาทายไปแล้วเสร็จสรรเมตตาปูออกมาไอ้เมตตาปูတော့จังเนี่ยอารมณ์โหဘယ်လိုသဘောထားမလဲဒီจังเนี่ยอารมณ์ကိုယ်ရတူတီတော်သားပဲလို့ဒီသဘောထားတူတီတော်သားလို့သဘောထားပြီးတော့တူတီတော်သားဆိုလို့စာလည်းပဲအထူးအဖြင့်ဘယ်ခက်ထက်မှနေတဲ့သားဆိုတော့အဲ့ဒီသားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကိုယ်တူတီတော်သားလည်းဖြစ်တော့ เออดูเรดอตาเล่ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတောက်ကိုတအားရှိတယ်ရှိလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှိလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲမေတ္တာကိုမေတ္တာမဆုံးတော့အောင်မေတ္တာထားပြီးတော့ဆက်ဆံရအဲ့ဒီတားလေးကကိုယ်ရဲ့စပင်ကိုဆွဲရင်လည်းဆွဲမယ်ကိုယ်ကသူ့ရှင်တော့လင်းနေလဲကံရှင်လဲကံမယ်လက်နဲ့အဲလက်သေးနဲ့တခါတည်းကကိုယ့်ရှင်လက်သေးနဲ့ကိုယ့်ရှင်လက်ကုပ်မယ်ဘယ်ခက်တဲ့ကလေး
ဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေမှာမလဲဘယ်လိုလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားနေကိုကတော့တူတီတော်သားပေါ့မှာဘယ်လိုနင်းမှရန်သူလိုမထားပါမထားနိုင်ဘူးသားစရာလည်းမရှိဘူးသားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသားလည်းမထားပါဘူးဘယ်သူမှကိုတူတီတော်သားကိုရန်သူလိုသဘောမထားဘူးထို့တူပဲ 30 So we all are samsara related each other. No? Samsara related meaning is that we are already related each other in the samsara. No? Sometimes not one life, sometimes many life maybe. No? So because this, we shall not have the enemy. No? Because all beings are our relatives like that. No? So in the all living beings in the world, you have to divide it into two groups. One is a you, another is the other. Only two groups only. So you also have metta to yourself. In the same way, you also have metta to other. No? How do you are not compare to other? According to Metta Sutta, Madaya Thaniyam Buddha Mayusa Eka Buddha Manurake Eon Bisabha Buddha Sumana Sambhava Abri Mana. So all other living beings are your son. The son is a son, people have many sons, but this son is your only son. You have one son only. If you have one son, you are love a lot to that your son, right? So in the same way, you have to send in metta to all living beings. So for example, your only son maybe sometimes very young, sometimes she pulling your head hair. Right? You angry or not? You are not angry, right? Sometimes this child kick to you. By leg, get to you, sometimes beating to you by hand. So mother never angry to the only son, right? Always smiling like the mother. No? In the same way, sometimes some people are with the ignorance, no? Ignorance means sometimes he not knowing. No? Because the kilesa, sometimes he beaten to you, no? Sometimes he kick to you like that. Sometimes he score to you. Otherwise, you shall not angry to any person. Otherwise, you have no enemy, no? So you have to stay every living being with the metta. Mama, thì ngài sa đó dạy rằng á, thì bởi vì cái mối liên đới liên hệ trong luân hồi như thế.
thì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đều có liên hệ lẫn nhau. Các chúng sinh, mình với tất cả các chúng sinh trên đời này đều có liên hệ với nhau, là bà con thân quyến với nhau như thế. Bởi vì lý do đó thì chúng ta không nên có kẻ thù, mà chúng ta phải nên có lòng từ với người khác. Thì lòng từ ở đây chia làm hai nhóm, tức là lòng từ đối với chính bản thân mình, tức là từ bi với chính mình, và hai là từ bi với đối tượng khác, với chúng sinh khác, với những người khác. Thì trong kinh Tâm Từ Metta Sutta nó có một đoạn kinh như vậy là Mata Yatha Niyam Buddha Mayusa Eka Buddham Anurakhe E Quang Bí Sapa Bù Tề Su Manasam Bà Qua Dệ Abari Manam. Có nghĩa là giống như người mẹ bảo vệ đứa con độc nhất của mình như thế, thì mình cũng có lòng từ với tất cả chúng sinh như vậy. Có nghĩa là người mẹ chỉ có một đứa con thì người mẹ đó sẽ rất là thương yêu và bảo vệ đứa con độc nhất của mình. Dù cho đứa con mình nó có ngỗ nghịch, hay là nó có kéo tóc, hay nó có đánh vào má, hay nó có dùng chân nó đá mẹ nó, thì người mẹ cũng không bao giờ giận dỗi đứa con, mà người mẹ luôn có lòng yêu thương với đứa con. Thì cũng như thế, mình coi trong luân hồi mọi người đều có liên hệ với mình. Mình có tình yêu thương với tất cả những người xung quanh, chúng sinh xung quanh, như là người mẹ yêu thương đứa con như vậy. Và do bởi vì vô minh thì chúng sinh đó nó có những hành động không có đúng. Ví dụ như nó xâm phạm, nó đánh đập hoặc nó làm những điều gọi là sai trái đến mình. Thì cũng như đứa con mà nó chưa biết gì, nó làm điều sai trái như thế. Thì với tâm từ của một người mẹ như thế, thì chúng ta sẽ vẫn yêu thương mà không có nóng giận, không có tạo nên thù hằn, không có tạo nên kẻ thù lẫn nhau, mà chúng ta có lòng từ bi với lẫn nhau. เออเออดูดีโดดาโลตบทาไปแล้วกายกับมิตรวสิกับมิตรมโนกับมิตรสามบานเนี่ยจองอะไรวะมิตรถาลูกตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวมิตรถาลูกมาท่านไหนจะไปสุดเลยกว่าอะไรตัวประมาณมิตรถาเลยตัวดีโดดาโลตบทาไปแล้วมิตรถาเลย ตัวอะไรกูตัวดีตัวดาลตัวทาไปแล้วมีดาทาเลยกายกันเลยจังหวะจะกูเนี่ยกูยืนจะชิลุเชนกูยืนเลยวันสิกันมีดาโน่เนี่ยน้าฉันดาอ๋อพี่ว่าจะชิลุเชนเลยจำเป็นจะชิลุเชนเลยจำเป็นเลยเป็นมาจังหวะนั้นสักคำเดียวจังหวะนั้นกูมุยอะไรเป็นรู้ไม่เปล่าไอ้เส้นนี่เนี่ยเลยเว้ย ชนะจ้าบ่ดิชนะเดี๋ยวเราจะตุยเลยชนะจ้าบ่ดิชนะจ้าบ่ดิชนะจ้าบ่ดิปุตุเด็ดด้วยชนะบ่ดิชนะบ่ดิชนะจ้าบ่ดิเดี๋ยวเท่าด้วยชนะบ่ดิอเมียในอดงอเสอเมียเสชนะจ้าบ่ดิเออเป็นรูปเชื่อเลยชนะบุกูชนะเจริญในสิทธาเนี่ยเอ็มเมดาสิเนี่ยเสียสามบุกเออเสียสามเนี่ยก็มาตัวจู่เมียร์กูสองเย่บุ ว่าแล้วตัวอะไรกูจะมีอะไรสอนอยู่ตัวอะไรกูสอนจริงดิสอนดิพิเศษไม่สอนดิพิเศษกูเนี่ยกูว่าเราตัวสอนอะไรที่มีอะไรสอนมาตัวจะสอนอะไรมาไปแบบนี้เราจะดูเนี่ยดูสิว่าอยู่ใจยังไม่ดูติยังจริงเนี่ยไม่ดูสิว่าตัวเนี่ยกูที่เราดูที่เราเชื่อเลยว่ากูว่าตัวจะสอนอยู่ตัวอะไรกูจะเปลี่ยนสอนอยู่มาบ้างเลยเออเราตัวทำไปหรอสิบวัยจีวัยสาวนี่จำมาเย So sending the nitta each other, considering the other living being are your only son, no? So nitta is a the wish, the willing
want to see the benefit of the others. No? Or we want to see the other people, the beneficial achievement. No? So there are three kinds of metta. No? Kayagam metta, kayakamma metta. No? Number one, the body action with the metta. No? Number two is vajigam metta. You are verbal action also with the loving kindness metta. Number three is manogam metta. You are mind action also with the loving kindness. No? So your body action with the loving kindness is you always helping to others. Want to see other people benefits. No? Benefits. Sometimes some people need that you are help. You have to helping to other. No? At that time, they can get the many benefits. No? They also happy because you are metta. No? So this is called body action with the metta, loving kindness. Number two is sometimes you want to say to other, you want to speak out, you want to talking with other, at that time talking to other with the loving kindness. No? So talking at the night, you also message to other also included. No? Messaging, chatting like that. No, nowadays many media. No? Never say the very rude speech. No? Always true and beneficial thing only you have to say to other. No? Hoping that other people benefit. Never telling lie. No? Never say that unuseful talking. No? So this call always twine your verbal action with the loving kindness. No? So number three is you are mind action also with the loving kindness. No? This is one kind of meditation. No? So meditation, metta bhavana, you have to send to other. This is with your mind. No? So if you send the minds, so metta also has reaction each other. So first you are happy because you are sending metta to other. So at that time you also happy and also other people also can get your metta and then they also happy. No? So because this metta is have to practice until the nibbana. until the attaining nibbana. No? So because metta bhavana also very important. And also they can support, no, your wisdom to attain nirvana, no, because this metta meditation is we have one of the samatha meditation, no. If you have concentration, you can try the wisdom practice vipassana also, no, because this metta can support to attain nirvana, no. Mama, thì ngài Sayadaw dạy rằng là chúng ta phải có tình yêu thương, phải có lòng từ, phải có tâm từ, phải có từ bi với tất cả, với chúng sinh khác, đối tượng khác, giống như tình thương của người mẹ đối với đứa con một của mình như thế. Thì tâm từ tức là sự mong muốn điều tốt đẹp, điều lợi ích đến cho người đó, đến đối tượng đó. Thì tâm từ nó có ba hình thức của tâm từ. Tức là thân từ, khẩu từ và ý từ. Thân từ tức là từ bi bằng những hành động cụ thể nơi thân. Ví dụ mình giúp đỡ lẫn nhau làm việc gì đó để đem lại lợi ích cho người kia. Gọi là thân từ. Khẩu từ là mình nói những lời nói tốt đẹp, êm ái, dễ nghe, mát lòng, vui vẻ, lợi ích đến lẫn nhau. Gọi là khẩu từ. Mình tránh những lời nói thô lỗ, những lời nói phù phiếm, vô ích, những lời nói gây tổn hại lẫn nhau, sân hận lẫn nhau. Thì ngày nay thì trên phương tiện truyền thông thì có nhiều cách để chúng ta thể hiện khẩu từ. Ngoài lời nói thì chúng ta cũng có thể gửi tin nhắn về những lời yêu thương, những lời tri ân, những lời gọi là đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, tâm từ với nhau. Đó cũng là một cái hình thức lời nói tốt lành, lời nói tâm từ. Thứ ba là ý từ,
ý từ tức là tâm từ thể hiện nơi ý. Thể hiện nó ý bằng cách chúng ta rải tâm từ bằng tâm mình đến đối tượng đó. Tức là mình hình dung đến đối tượng đó. Rồi mình cầu mong cho người này được tốt đẹp. Cầu mong cho người này được an vui. Cầu mong cho người này được khỏe mạnh. Như thế gọi là chúng ta thực hành ý từ. Và ý từ rất là quan trọng. Khi chúng ta thực hành ý từ tốt thì đó gọi là pháp hành thiện tâm từ. Và hành thiện tâm từ thì đó là một đề mục thiền định. Và trên cơ sở đề mục thiền định này, chúng ta có thể tiến hành minh sát tuệ. Rồi sau đó chúng ta có thể đạt đến được niết bàn trên thiền tâm từ này. Nên chúng ta cần phải tu tập ý từ nhiều để được nhiều sự lợi ích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.